Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm bao da iColor dành cho máy tính bảng iPad M1. Sản phẩm này đang được bán ở USCom với giá 360.000 đồng. Khi các bạn mua sản phẩm này tại USCom, các bạn sẽ được tặng kèm một SIM 3G của Vinaphone trị giá 295.000 đồng. SIM 3G được khuyến mại trong vòng 12 tháng, mỗi tháng được 1,8GB dung lượng. Tốc độ là 21,6 Mbps/giây. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem qua về sản phẩm bao da. Đây là sản phẩm bao da màu hồng, rất phù hợp cho các bạn nữ, khá là trẻ trung và năng động. Đây là mặt trước của bao da. Bao da có thiết kế các hình rất là đơn giản, chỉ là những cái đường gạch thôi, để tạo lên điểm nhấn cũng như độ chắc khi chúng ta cầm bao da không bị chân tay. Đây là mặt trước của bao da và đây là mặt sau của bao da. Bên trong có một miếng xốp để giữ cho bao da được vuông vắn hơn. Lưng của bao da được thiết kế là bằng nhựa cứng, khá là chắc chắn. Chúng ta có thể lắp máy vào chiếc ốp này và dựng lên để chúng ta có thể xem phim, lướt web hoặc đọc báo. Chúng ta có rất nhiều mức để chúng ta có thể xoải theo chiều mà chúng ta muốn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, có thể qua trực tiếp showroom USCom 14 Thái Hà Mới hoặc truy cập vào website USCom.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin